Quang đã quay trở lại với channel của mình, mà là MK Gaming đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini map, đó là đi tìm TNT. Và ở đây thì có một số luật là chúng ta sẽ tìm ra TNT, sau đó chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta sẽ phải kích nổ nó và có thể click vào những cái nút để bắt đầu. Và ở đây thì cái này có những cái nó khá là khó, cho nên chúng ta có thể test thử. Và bên này là cái người làm ra map, và bên này là giống như kiểu mình kêu tên gọi. Thì bây giờ mình sẽ test thử, nên test thử ở đâu không được hả? Bấm thử cái nút rồi. Ô, hình như mình bấm thử cái nút này là vào chơi luôn thì phải. Rồi, ok, chúng ta sẽ lấy một cái nút và spawn boy, ok. Ta sẽ tìm thử coi TNT nó ở đâu. TNT ở đâu ta? Ok, chúng ta sẽ kiếm thử coi TNT nó nằm ở đâu. Ở đâu trong nhà này có cái TNT? Đợt cầm cái này nguy hiểm vậy. Thôi xèo lên đây. Chưa ngủ rồi. Ok, và mình đã tìm ra cái gọi là cái nút ở đây, và chúng ta sẽ phải bấm vô nút. Wow. Chúng ta quay vòng, và chắc là mình sẽ tắt cái shader đi, tại vì chúng ta sẽ gọi là không có cần shader đâu. Shader nó làm cho chúng ta tối khó, rất là khó tìm. Ok, yes, bon boy. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm cái quả TNT ở đây. Có TNT ở đây không? Thử đập ra coi, biết đâu được. Nó kiểu như nó chôn mình thấy không? Nó giấu ở dưới những cái thảm này, làm sao chúng ta có thể biết được. Đó. Rất là có thể luôn, tại vì ở đây là có mấy cái tấm thảm tuyết nè. Ta chức quá là đơn giản luôn. Bùm, mình tưởng đâu là phải giấu với những cái tấm này chứ. Đó, rồi chúng ta sẽ có đường đi. Đó, chúng ta đã nắm được cái quy luật rồi, bấm nút khá là đơn giản. Tiếp tục vòng thứ hai nào. Đây là như là biome rừng thì phải. Thì chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta sẽ tìm bao quát trước. Đó, bây giờ mình sẽ tìm hết cái đoạn này coi. Tại sao ở đây lại có một cái cục đất, chúng ta phải chú ý kỹ từng cái chi tiết một, có thể là giấu dưới. Đơn giản thiệt chứ. Tránh ra. Đó. Ở dưới đây nó sẽ có một cái đường cho chúng ta. Đó. Tuyệt vời, đây là địa ngục. Chúng ta đang bắt đầu đi tìm TNT dưới địa ngục nào. Đâu, mình coi thử coi. Ở phía trên nhiều khi á, nó cũng có thể giấu ở dưới cái lava. Không, giấu dưới lava hình như là cái TNT nó sẽ bị nổ, cho nên nó sẽ không có giấu dưới lava. Mình nghĩ vậy thôi, chả biết có đúng hay không nữa. Ở đây không có, ở đây không có. Chúng ta sẽ tìm bao quát trước, rồi tìm kiểu tìm kỹ ở sau. Tìm. Chả cũng hơi căng rồi đó. Đi một vòng mà không thấy là cũng hơi căng căng rồi đó. Mình nghĩ là nó sẽ có thể là nó sẽ giấu ở dưới lava. Chúng ta sẽ từ từ coi, chúng ta tìm ở đâu đó xung quanh đây cái đã, rồi sau đó. Ồ, bên này là cái chỗ của chúng ta kìa. Cái chỗ lúc nãy chúng ta mới vừa quay vòng ấy. Ở đâu đây? Ở đây không có. Để mình đi vô trong tháp này coi. Nhiều khi nó giấu ở trong cái tháp này. Rất là có thể luôn. Không có, vậy là không có, có thể là giấu ở mình có đất này, mình sẽ chặn lại để coi thử trong cái này chúng ta gọi là TNT nó có thể giấu ở đâu đó. Tại vì mình tìm ở ngoài không thấy, thì có thể nó sẽ nằm ở đâu đó, ở trong cái đống này, nằm trong cái đống lava. Mình nghi lắm, tại mình nghi lắm. Để coi có không. Hoặc là bên này, tạm thời cho cái lava đó nó chảy xuống đi, chúng ta sẽ đi qua bên này chúng ta tìm tiếp nào. Chúng ta sẽ có thể là mình sẽ chặn cái lava này lại. Đây, chúng ta sẽ chặn lại. Chúng ta chỉ việc đứng cao ngang với nó rồi lấp đất qua thôi là đã chặn được nó rồi nè. Đó, quá tuyệt vời. Rớt. Mình nghĩ là chỉ có nằm ở dưới lava thôi, tại vì chúng ta đi hết một vòng map rồi đúng không? Không thấy đúng không? Tại vì cái TNT cái màu nó sẽ khác, rất là khác so với cái màu block của
những cái này, cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có thể nào mà gọi là quay mặt được chúng ta được đâu. Ồ, ở đây có một cái có thể là nằm dưới hồ lava, mình nghĩ vậy. Đợi đi, chúng ta sẽ đợi, chờ đợi cho nó đi. Trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ đi qua bên này coi thử coi. Không có, vậy là theo suy đoán của mình là đúng rồi đó, nó nằm ở đâu dưới cái hồ này nè. Hy vọng là cái lava nó sẽ nằm dưới đây. Bây giờ mình sẽ đứng đây chờ đợi cho nó hết TNT, à lộn, hết lava. Mình vừa mới bị nhảy vô lava chết. Mà sao chúng ta vẫn chưa tìm được cái quả TNT ở đây? Khá là khó ấy. Chả biết tìm TNT nó ở đâu nữa. Đó, thì đây chúng ta có được cái hồ lava nè. Tại vì nếu như theo mình suy luận nha, suy đoán nha, thì nó chỉ có thể nằm, có thể là nó nằm ở gần chỗ những cái ngọn lửa, mà không thể, nói chung là mình nghĩ là những cái chỗ nó nằm thì nó sẽ không thể tin được chúng ta lắp lava các thứ các kiểu trong khi nó nằm ở đây. Nghĩa là chỗ này nãy mình đi ngang qua mình không có chú ý thì phải. Ok, ở đây có cái nút nào đâu? Trong đây có cái nút. Chúng ta sẽ lượm lại hết những cái block này. Nó sẽ giúp giúp ích cho chúng ta. Đó, ở màn sau, màn thứ 5 mà mình sẽ chết spawn boy. Và đây là mushroom. Đây là đảo nấm. Không có, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm nào. Ha ha. Sao không có ta? Từ từ, cứ tạm thời chúng ta sẽ tìm gọi là toàn bộ. Mình nghĩ là nó sẽ nằm ở, nó sẽ nằm ở kiểu như là nằm trong những cái cây nấm. Ồ, đây là có cái cục rồi, không chơi. Cục đó thì đào ra thì kiểu đó là comment block rồi, không chơi. Chúng ta sẽ đi tìm TNT thôi. Thế này là nó không phải không cho mình phá block à. Không cho phá block. Thì cái gọi là cái map nó sẽ chất lượng hơn. Chúng ta không được phá được block, với lại khi mà chuyển map á không cho đem block nào hết thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà không, chắc là đây tác giả lần đầu làm cho nên cũng sơ sót. Ta sẽ kiếm thử coi. Trong đây có không? Không, nhiều khi chắc là không có dấu ở trong đây đâu. Tại vì sẽ để cho chúng ta có thể tìm thấy bằng mắt thường chứ. Nếu mà đào ra thì cũng không hay lắm ha. Chúng ta sẽ đi kiếm coi. Đây là comment block rồi, không nói. Coi chừng chúng ta bị gọi là đánh lừa thị giác nha không? Đập cái này coi. Không có, những cái chỗ nào mà có đất thì hình như là do nó nối lại thôi chứ cũng không có TNT đâu. Để mình kiếm thử coi. Ê, ở đâu ta? Có nào nằm trong mấy cái nấm không? Mình nghi lắm. Ô, thấy rồi, đốt thôi. Tự nhiên mà đi ngang qua đây thấy cây thấy cái đường gọi là cái gì? Cái đường đá nền. Vô tình, không, nói chung là map này chắc người chơi cũng kiểu mới làm, người làm á, họ mới làm cho nên nhìn nó cũng không có gọi là chưa có kỹ lắm, nhưng mà không sao, từ từ người ta update. Đơn giản, đang nói thôi vừa mới chạy vô. Cái này là mô tả lại cái của những cái công trình của Minecraft nè. Coi chừng rớt xuống. Ok, này là cái gì ta? Ồ, level cuối à, đơn giản vậy. Ok, chúng ta sẽ hoàn thành cái map này, sắp hoàn thành cái map này rồi. Rất là tuyệt vời, chúng ta sẽ đi kiếm tiếp nào. Sao cái level cuối lại dễ vậy ta? Level cuối dễ vậy? Hình như kiểu level... Ê,
đang chơi chiêu, đang chơi chiêu. Hả? Chúng ta không chặn lại. Dạ bên đây đúng không? À. Yes, bon boy. Ủa, vẫn chưa kết thúc à? Ủa, vẫn còn map nè. Ủa, mình tưởng mình kết thúc rồi chứ. Chúng ta có một cái căn nhà. Quá là đơn giản luôn. Mình tưởng là finish rồi. Vậy là chúng ta kết thúc hay chưa? Là ta kết thúc chưa? Thử coi. Vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc. Ok, chúng ta vẫn chưa kết thúc nha các bạn. Hình như là người làm map gọi là lừa chúng ta. Làm sao đây? À, dậm đây cũng không được luôn. Vậy là chúng ta phải gọi là tìm TNT trong trong bóng tối à. Ủa là sao? Ok, mình đã quay trở lại cái gọi là cái map lúc nãy ở đây, thì chúng ta sẽ cần phải tìm TNT và ở đây chúng ta sẽ có những cái giống như cái trụ để chúng ta hồi cái thở lại đó. Vô đây chúng ta sẽ hồi thở lại được và chúng ta có thể đi tiếp để tìm TNT. Không biết ở trong này có không mà chúng ta có những cái trụ à khá là xa nhau, mà làm sao ở đây có thể đốt được ta? Đây làm sao có thể đốt TNT được? Mình nghĩ là không thể rồi. Không sao, chúng ta lại trở về được. Ha ha. Vậy làm sao đây có thể đốt TNT ta? À, có cái lỗ kìa. Rồi. Biết ngay. Vậy làm đây. Đó, chúng ta đốt được nè. Rồi vô đây đứng. Chờ đợi. What the heck? Tối thui vậy? Thấy đường đâu mà tìm đây. Hình như có cái nút ở đây đúng không? Có cái nút ở đây đúng không? Cái nút nằm ở đâu? Mình thấy có cục, có cái đây nè, có cái cục gọi là cục gì đó. Tối quá, chỉnh độ sáng hết mức có thể là không nhìn thấy đường. À, là bây giờ chúng ta phải có một cái nút hoặc là một cái gì đó. À, một cái tấm này nè, chúng ta sẽ đặt lên, ta giảm lên. Tan 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 tan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì nữa đây? Ồ, cái này là có boss nữa. Chúng ta sẽ bấm nút bắt đầu. Hóa kiếm đâu ra TNT đây? Tối thui vậy, sao thấy đường? Ui, chóng mặt quá vậy? Chúng ta đi tìm TNT đâu đây? What the heck? Ai cho tôi biết đường? Ai cho tôi biết tôi đang đi đâu đây? Chóng mặt thiệt luôn, không thể tin được. Ok, này giống như là chúng ta đang gọi là chúng ta đang ở trong DN. Đi thẳng ở cuối đường coi. Cái nào chúng ta đụng cái bức tường là ở cuối đường. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái map rồi đó. Ok rồi đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái map. Đợt. The end. Ok. Cái map này cũng khá là hay đó các bạn. Thì nếu như các bạn cảm thấy muốn chơi cái map này thì mình sẽ để link lại cho các bạn để tải ngoài ra khi mà bạn chơi á. Nếu như bạn là một YouTuber thì bạn nên để lại cái link ở dưới phần mô tả video để nhiều người khác biết và tải chơi hơn nữa để ủng hộ cho người làm map. Thì nếu như bạn cảm thấy thích những cái series về map của mình
thì bạn hãy để lại một like và comment ý kiến của bạn nha. Ngoài ra hãy click nút đăng ký và theo dõi cũng như là chia sẻ những video của mình để mình có động lực làm thêm nhiều video mới nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.